giới thiệu hoặc hướng dẫn cách khắc phục tình trạng robot hút bụi ngoại tuyến hoặc trên giao diện tiếng Anh nào offline, thì thông thường các lỗi này là do cái kết nối internet giữa điện thoại di động và máy chủ thông qua cái đường internet quốc tế và robot có sự cố. Thì thông thường với cái sự cố này thì bạn chỉ cần ấn vào con robot quẹt xuống dưới đấy. Trong trường hợp không được ấy, thì các bạn tắt điện thoại và truy cập internet bằng 3G. Đấy, thì bây giờ nó sẽ online thì bạn sẽ điều khiển được. Ngoài ra thì trong trường hợp cả hai cách đều không được thì các bạn kiểm tra thêm tín hiệu wifi ở trên thân máy thông qua cái đèn wifi này. Nếu như các bạn quan sát nhìn cái đèn wifi này mà nó không nháy chút nào ấy, nó cứ sáng đều, thì chỉ là vấn đề về kết nối thôi. Còn nếu như mà nó nháy sáng cứ khoảng 1 giây nó nháy một lần, thì các bạn cần cài lại như cài lần đầu tiên robot vào tài khoản, hoặc là thi thoảng độ khoảng 1-2 tháng thì các bạn có thể cài lại nếu như mà tình trạng nó vẫn bị tiếp tục xảy ra. Nhìn đấy, đây các bạn xem máy này online bình thường đấy, thì các bạn có thể vào đấy. Cảm ơn các bạn.